Ngày 8 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực điều hành giá chịu rất nhiều áp lực, nhưng với sự chỉ đạo tích cực của Chính phủ, Thủ tướng, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương, chúng ta kiểm soát được lạm phát. CPI bình quân chỉ tăng 2,44%. Thời gian tới, tình hình diễn biến khó lường, áp lực tăng giá, kiểm soát chỉ số giá và lạm phát rất lớn. Cùng với đó, phải có giải pháp phù hợp với những hàng hóa thiết yếu ảnh hưởng đến CPI. Đơn cử như xăng dầu tuy có sự điều chỉnh, nhưng giá xăng RON 95 vẫn neo rất cao, là 32.763 đồng một lít. Vừa qua đã tính toán giảm thuế bảo vệ môi trường, nếu còn dư địa, có thể đề xuất với cấp thẩm quyền giảm thêm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt. Phải xử lý nhanh chính sách tài khoá này để kiểm soát vì xăng dầu tác động lớn đến CPI. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành có giải pháp bình ổn giá, kiểm soát giá và thực hiện chức năng quản lý giá ở địa phương, kiểm tra các yếu tố hình thành giá, tình hình có bất thường thì phải thanh tra ngay. Tăng cường chống thẩm lậu xăng dầu qua biên giới khi giá trong nước đang thấp hơn một số nước trong khu vực.